Đây mình đang ở Sinh Tố, Vi Anh 399 chưa ổn định. Quán này chuyên bán đồ Sinh Tố, nước ép, rồi buổi tối rồi. Đi vào cũng lâu năm lắm rồi. Ở đường Chu Định, địa chỉ là 399 rồi. Quán buổi chiều không được, ở nhà mới rất chít rồi. Giá thì cũng bình dân, giá rẻ lắm, mười mấy ngàn, 15, 16, 17. Chúng ta có thể thấy là rất là nhiều khách đang chờ mua, xong rồi ra biển ngồi uống nước. À đây là nước ép dưa hấu, đứng đây uống luôn, xong rồi ra biển. Rồi, mình mang cái ly nước ép dưa hấu của mình ra tới bãi trước rồi. Đây là đường Hạ Long, là đường Ba Cu nè, chỗ công viên bãi trước. Rồi và ảnh cái ly này. Đây là cái bãi biển nè, à, buổi tối không thấy. Rồi quay mặt mình nè, quay mặt mình với cái ly. Rồi bye bye các bạn.